Quý khách hàng đang đi làm ở Mỹ Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 3 căn nhà mới nhất thuộc Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Từ vị trí ngôi nhà này gần với gì ạ? Gần với đại lộ Thăng Long, gần với lại Mỹ Đình, Cầu Giấy, đi lại thuận tiện, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ trường phường trạm cho quý vị. Ngôi nhà này nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 100 m. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào? 30 đến 32 mét vuông, xây dựng và thiết kế 5 tầng, 3 căn nhà, 3 cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, xây dựng riêng biệt từng căn. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà. Với cái căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉn chu theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp thì em đến quay và gửi tới cho quý vị. Phần mặt tiền của ngôi nhà hơn 3 mét, thiết kế hợp lý. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa cuốn điện và bên trong là cửa nhôm sinh pha. Thiết kế của ngôi nhà như sau. Tầng 1 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ điện nước xong xuôi. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, với phần phòng khách chủ nhà thiết kế toàn bộ cho quý vị. Ở phần không gian phòng khách có ốp một cái vách PVC và tấm gỗ ở đây để làm, ở đây là cái kệ TV mọi người ạ. Hồ sơ điện nước xong xuôi. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới Mỹ Đình thì nó chỉ khoảng tầm 5 đến 6 km, thuận tiện đi lại theo quý vị đi làm ở, hoặc là quý vị đi làm theo cái trục đường đại lộ Thăng Long, rất là ok, thoáng. Đường thông ngõ thoáng, không lo bị tắc đường. Đây là phần không gian phòng khách nữa, được chủ nhà toàn bộ ốp trần thạch cao ở đây cho quý vị này. Và xung quanh thì có ốp gỗ, trần, phào, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Đây là phần không gian phòng bếp, đầy đủ. Từ vị trí ngôi nhà này, quý vị đi làm thuận tiện, cũng như con cái mà có đi học ở các trường đại học thì đi lại cũng khá là ok. Đi ra Cầu Giấy, Mỹ Đình, nói chung phạm vi bán kính khoảng tầm 10 đến 12 km quay đầu ở vị trí này là được. Xung quanh thì cũng có rất là nhiều những trường đại học cao đẳng lớn. Còn về tiện ích hàng ngày thì trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cũng đều xung quanh đây. Đây là phần tủ bếp được chủ nhà ốp. Thiết kế tủ bếp ở đây là tủ gỗ PVC mọi người nha. Và thiết kế lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ. Xung quanh bếp thì ốp đá, mặt bếp ốp đá granite luôn cho quý vị. Phụ kiện, chất liệu xong xuôi, điện, nước hoàn thiện xong hết rồi. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh để sử dụng cho quý vị ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với diện tích 30 đến 32 m vuông, thiết kế 5 tầng, công năng sử dụng được 3 phòng ngủ rất là hợp lý. Giá bán chỉ hơn 3 tỷ một căn, hài hòa, ok mọi người ạ. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC phong thủy đấy ạ, chắn cái phần cầu thang và phần cửa chính. Nói chung Ngọc Ánh sẽ review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Quý vị có thể cân đo đong đếm quãng đường đi cũng như về cái tầm tài chính để mình có thể thu xếp đi xem nhà thực tế. Mời cùng theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Trên với tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như thế này, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ, có ban công mở rất là thoáng. Và phòng ngủ thì được chủ nhà thiết kế cho quý vị rèm cửa, điều hòa, cửa sổ thiết kế hai lớp. Đây là cái rèm cửa của ngôi nhà. Đấy. Công năng sử dụng khá là ok. Nhà xây mới hoàn toàn, quý vị có thể dọn đồ về ở. Cái ngôi ba cái căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện quý vị nhá. Đây là phần không gian phòng ngủ rất là rộng, thoáng. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ. Đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Với phần phòng vệ sinh này thiết kế cho quý vị một vách ngăn để tắm. Đây, bên trong đầy đủ hệ thống sen cây tạo nóng lạnh, bồn cầu ở bên ngoài. Nhà vệ sinh thì được ốp 30-60 gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ, màu sắc nhã nhặn, lavabo bản đá. Toàn bộ ở đây là vòi cũng như là thiết bị vệ sinh đều thiết kế là Hàn Quốc mọi người ạ. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp.
Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời quý vị theo em lên trên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Với ngôi nhà này thiết kế 5 tầng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Cho nên ngay từ đầu em chia sẻ với quý vị đó là ngôi nhà này 5 tầng, thiết kế được 3 phòng ngủ riêng biệt, 4 phòng vệ sinh. Phòng ngủ tầng 2 cũng được trang bị đầy đủ rèm cửa, điều hòa, thoáng. Cái hướng nhà của ngôi nhà này là hướng Tây Nam mọi người nhé. Cả 3 căn hướng nhà đều là hướng Tây Nam. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 2. Đây, đầy đủ hệ thống sen cây tắm, vách tắm riêng, lavabo. Tất cả thiết bị vệ sinh đều sử dụng chất liệu khá là ok. Và mời mời cho em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà để xem ngôi nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ. Thế thì tầng 5 thiết kế ra sao? Đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 thiết kế công năng cho quý vị một ô giếng trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Và phần tầng 5 chủ nhà thiết kế để riêng cho quý vị khu vực này là để máy giặt. Đây là phần phòng thờ riêng biệt. Trên phía tầng 5 này thì không lát sàn gỗ mà thay thế bởi thế nào, lát gạch, kích thước gạch 60-60, vân gỗ. Còn phần còn lại sân phơi. Xung quanh quý vị có thể ngắm nhìn, dân cư đông đúc, tiện ích chợ trường phường trạm, đầy đủ gần với các trung tâm thương mại. Tính từ vị trí ngôi nhà này, nó khá là gần với lại Vinhome Smart City, gần với lại vườn Nhật, gần với lại trung tâm thương mại. Nói chung mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để đi xem nhà thực tế, chọn lựa cho mình những căn nhà ưng ý nhất nhá. Bởi vì bên quỹ căn của Nhà Tốt có rất là nhiều căn nhà để cho quý vị chọn lựa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.